Cháu có tờ tiền này đổi được những món gì ạ? Để bà xem nào. Đây là tờ 20.000. Bà bán cho cháu được cái gà này thôi cháu ạ. Vâng, cháu xin. Cháu về đây ạ. Tự nhiên người nó còn dở hơi nè. 5 lít đấy. Mấy ai chả được ăn gì cả. Ừ, mày không gặp con gà nào nhà. À, con Asin đây rồi. Hôm nay mày xong đời với anh. Con Asin này, đưa đây. Ăn xin cho mày mua đồ ăn chân gà có sang thế. Ok, đấy là tiền của em mua mà anh. Tiền của em tao cũng tịch thu nghe chưa. Tao là đại ca ở khu vực này. Tất cả đoạn như khu này đều là của tao. Ai đúng là người xấu mà. Sao anh đi cướp của em? Cái gì cướp á? Nè cướp này. Cho đáng đời, lần sau lé cái mặt anh ra, nghe chưa? Bà ơi, bán cho cháu một cái xúc xích đi ạ. Đâu, tiền đâu đưa cho bà. Để bán cho một cái xúc xích đây. Sao đi đi, còn đứng đây làm gì? Bà chưa giả lại cháu thừa tiền ạ. Tiền nào? Ở đây người ta bán 100.000 một cái xúc xích. Sao đó thế bà? Mà hôm cháu mua có 10.000 một cái thôi mà. Thôi cháu không mua đâu, cháu là giả lại bà này. Cầm lên. Mua rồi là không được giả. Sao không mặc cả trước? Bà đúng là người xấu mà. Ai bảo mình ngu? Bà ơi, cháu có tờ tiền này mua được những gì ạ? Đâu đưa bà xem nào. Tờ này tờ 10.000. Chỉ mua được cỡ túi ống ma thuật này thôi cháu ạ. Vậy hả bà? Thế thôi cháu xin. Thôi cháu về đây ạ. Hôm nay lại lừa được một con gà rồi. Ôi, mình cứ thấy sai sai ở đâu ấy nhỉ? Mà thôi, mà các bạn ơi, các bạn thấy mình sai chỗ nào thì comment mình ở bên dưới nhá các bạn. Thôi, bây giờ đói quá mình ăn thôi.